Tại các phòng vé của các công ty lữ hành du lịch, số lượng khách đặt tour tuyến trở nên nhộn nhịp hơn sau thời gian dài vắng bóng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Lâu lắm rồi, gia đình anh Lê Minh Khánh mới có cơ hội đi du lịch để nghỉ ngơi, thư giãn sau một thời gian dài, tất cả mọi hoạt động đều bị ngưng trệ. Với mức giá 4 triệu cho một tour du lịch 4 ngày tại Đà Nẵng, anh cảm thấy hài lòng và ưng ý trong đợt nghỉ lễ cao điểm này. Dịch bệnh đang ổn rồi, nên thấy đi Đà Nẵng thì anh thấy rất hay. Đến ở Bồn Sáo, anh đặt rồi, thì bây giờ tròn gọi, bây giờ giá cả thì ở trong này anh thấy ok. Bên cạnh việc chọn kỳ nghỉ dài ngày ở các tỉnh xa, thì nhiều người lại tìm đến các địa điểm du lịch nội địa trong tỉnh. Nếu như phố biển Cửa Lò được biết đến về tiềm năng, các sản phẩm du lịch mới và các gói kích cầu với du khách trong nước và quốc tế, thì các điểm đến du lịch sinh thái, trải nghiệm cũng đang dần thu hút du khách trong dịp nghỉ lễ này. Nhiều đoàn farm trip cũng đã khảo sát và xây dựng tour tuyến để đưa khách du lịch từ các địa phương trong cả nước về với Nghệ An trong dịp nghỉ lễ. Du lịch cộng đồng là của khi thành lập thì mình là các cái người dân tại cái bản làng của trên du lịch cộng đồng là phục vụ khách du lịch là chủ yếu, hay các cái tổ đội như văn nghệ hay là các tổ đội về phục vụ ăn uống ngủ nghỉ đều là người dân tại địa phương. Huyện sẽ quan tâm và sẽ đầu tư vào trong tập huấn nâng cao các cái phong cách để mà tiếp đón khách du lịch. Thì các công ty du lịch đấy, các công ty lữ hành thì đã xây dựng nhiều cái tuyến, nhiều cái tour và đã làm tốt công tác thị trường. Thế đến thời điểm này thì dịp 30 tháng 4 thì hầu như các điểm du lịch và các tour du lịch gần như là kín và các tour thì lấp đầy, nhất là đi du lịch các điểm du lịch trong và trong nước. Còn các khách sạn thì hầu như là vào ngày 30 tháng 4 này thì khách đã đặt kín hết. Theo ghi nhận tại các công ty du lịch, hiện các tour du lịch cho kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sẽ khôi phục khoảng 80% so với thời cao điểm năm 2019. Nghệ An hiện có 885 cơ sở lưu trú với hơn 20.000 phòng, trong đó có gần 100 khách sạn được xếp hạng từ 1 đến 5 sao. Hiện các cơ sở lưu trú ở khu vực trung tâm, khách đã đặt gần kín phòng. Có 53 đơn vị kinh doanh lữ hành, trong đó có 28 trung tâm lữ hành quốc tế, có 21 điểm du lịch cấp tỉnh. Tiếp tục trong cái phục hồi của ngành du lịch thì Sở Du lịch Nghệ An sẽ tiếp tục tăng cường cái tuyên truyền quảng bá các sản phẩm du lịch, các điểm đến, các sự kiện lễ hội để thu hút khách du lịch đến với Nghệ An, đặc biệt như là các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển Cửa Lò, biển Quỳnh hay là du lịch sinh thái cộng đồng miền Tây Nghệ An, du lịch văn hóa lịch sử gắn với cái dịp kỷ niệm ngày sinh Nhật Bác. Và tăng cường cái công tác quản lý nhà nước về du lịch để đảm bảo cái an ninh an toàn và nâng cao cái chất lượng. Giới chuyên gia nhận định, việc du lịch mở cửa trở lại đã đáp ứng nhu cầu mong mỏi của người dân sau thời gian dài đóng băng do ảnh hưởng của đại dịch. Sôi động trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 là tiền đề để du lịch tăng trưởng trong thời gian tới, góp phần không nhỏ trong việc khôi phục lại nền kinh tế nói chung và của tỉnh Nghệ An nói riêng.